Anh Cường này, không biết là anh có thích những môn thể thao mạo hiểm không? Quả thực môn thể thao mạo hiểm là một cái thử thách đối với rất là nhiều người và cũng đối với tôi nữa. Bởi vì thể thao mạo hiểm thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái sức khỏe rất tốt, đúng không chị Hà My? Vâng, bản thân tôi thì cũng là một người mà rất thích chơi những môn thể thao mạo hiểm. Và gần đây thì tôi thấy là các bạn trẻ đang có một xu hướng mới, đó là rủ nhau chơi trò chơi dù lượn như thế này. Và tôi đoán chắc là để chơi được trò chơi này thì không phải là điều dễ dàng đâu, bởi tôi đã từng nghe đến việc là để có thể mà tham gia một khóa học và tự nhảy dù như thế này thì cũng phải mất đến khoảng 3 tháng nữa. Tôi thấy thì cái môn dù lượn đòi hỏi là người chơi của chúng ta là phải có rất nhiều những kỹ năng, đúng không ạ? Đặc biệt là nếu mà không có kỹ năng thì rõ ràng là bạn sẽ không thể chơi được cái môn này. Và khi mà người ta tìm đến cái môn dù lượn này thì rất là nhiều người có chia sẻ rằng là họ chơi cái môn này thì ngoài cái sự yêu thích mạo hiểm ra thì còn có thể là xả stress nữa. Vâng, và để có thể tự bay được như thế này thì cũng phải mất 3 tháng như tôi đã nói đấy ạ. Và mà những người ưa mạo hiểm ở nước ta thì thường chọn những nơi có địa hình rất là đặc biệt, có thể nói như là núi Viên Nam ở Hà Nội, hay là núi Bái Nhạ, Hòa Bình, Mù Cang Chải, Yên Bái, hay là tại Thanh Hóa, hay là tại Đà Nẵng. Vâng, và đặc biệt là với việc mang dù lượn đến với những mảnh đất này thì đang giúp cho nhiều địa phương có thể quảng bá và phát triển du lịch. Huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái là một ví dụ điển hình. Mù Cang Chải không chỉ nổi tiếng với ruộng bậc thang, nơi đây còn được biết đến với con đèo Khao Phạ là một trong tứ đại đỉnh đèo của khu vực Tây Bắc, mang đầy vẻ chênh vênh hiểm trở nhưng cũng rất hùng vĩ và nên thơ. Và đèo Khao Phạ cũng chính là điểm cất cánh dù lượn mà nhiều người muốn tìm đến đây ạ. Vâng, và không để cho anh Việt Cường cùng với quý vị khán giả chờ lâu nữa, tiểu mục Chuyện Làng Chuyện Nước ngày hôm nay cùng quý vị trải nghiệm bay dù lượn tại Mù Cang Chải, một hoạt động do câu lạc bộ Vietwings Hà Nội phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức hàng năm với chủ đề Bay Trên Mùa Vàng. Lần đầu tiên đến với Mù Cang Chải, nhưng anh Thắng đã chọn ngắm vẻ đẹp của xứ Mùa Vàng từ trên cao. Vừa mạo hiểm, vừa lãng mạn, những chiếc dù lượn giúp anh Thắng và những phi công có thể ngắm trọn vẹn sự hùng vĩ của cảnh quan Mù Cang Chải. Khi bay lên, anh cũng chia sẻ với anh này, anh cũng chia sẻ thật với anh ý là thực sự thấy nước Việt Nam mình có rất nhiều điểm đẹp. Cánh đồng lúa chín rụng bậc thang, rất nhiều thứ đẹp và đáng tự hào. Tháng 9 đến tháng 10 là khoảng thời gian những nương ruộng bậc thang trên Mù Cang Chải nở rộ vàng ươm và rực rỡ nhất. Đó là lý do mỗi năm Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Vàng đều thu hút hàng nghìn khách du lịch tham dự. Nằm trong chuỗi sự kiện thuộc lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải, Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Vàng do câu lạc bộ Vietwings Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thực hiện. Đến nay vừa tròn 6 năm tổ chức, Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Vàng tại đèo Khao Phạ trở thành một trong những hoạt động được mong đợi nhất trong tuần văn hóa du lịch miền Tây Bắc. Một mùa như thế này có 3 ngày thì có bay khoảng 150 đến gần 200 khách. Ở đây thì là được các chuyên gia cũng như là các phi công trên thế giới cũng như là phi công Việt Nam đánh giá đây là cái điểm bay rất là đẹp, đẹp nhất Việt Nam và thậm chí là trong top những cái điểm bay tốt trên thế giới. Từ năm 2012, câu lạc bộ Vietwings đã tổ chức chương trình bay dù lượn chủ đề Bay Trên Mùa Vàng vào mùa lúa chín khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm. Và từ năm 2017 có thêm sự kiện bay dù lượn chủ đề Bay Trên Mùa Nước Đổ vào tháng 5, tháng 6 hàng năm. Có thể thấy được là qua các số liệu hàng năm, như năm 2015 chúng tôi có khoảng 15.000 khách. Thế và đến năm 2017 vừa qua thì chúng tôi đã có đến 45.000 khách. Thế và năm nay chúng tôi cũng đang hy vọng là qua cái mùa vàng du lịch này thì sẽ có khoảng đón khoảng được 80.000 khách. Đấy là một cái lượng khách rất là lớn đối với du lịch Mù Cang Chải. Điểm bay được các phi công thực hiện nằm ở giữa đèo Khao Phạ, có độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển. Hoạt động bay dù lượn đã thu hút đông đảo khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến khám phá và trải nghiệm Mù Cang Chải.
Vâng, có thể thấy là điểm bay dù lượn Khao Phạ ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được đánh giá là một trong 4 điểm bay đẹp nhất trên cả nước hiện nay. Và sau khi mà theo dõi phóng sự này thì tôi tin chắc rằng quý vị cũng như tôi, chúng ta đang cảm thấy là mình đang đứng giữa đèo Khao Phạ và chuẩn bị bay lượn về, chị Hà My ạ. Vâng, và cũng không phải là ngẫu nhiên mà bay lên mùa vàng được coi là một trong những hoạt động mà được mong chờ nhất trong tuần lễ văn hóa du lịch miền Tây Bắc, đúng không ạ? Và điều mà những hoạt động dù lượn này mang lại cho các địa phương đó là việc mỗi khi sự kiện diễn ra đều thu hút hàng nghìn khách du lịch tham dự, mang lại nguồn thu cho người dân làm du lịch tại mỗi địa phương. Vâng, và không chỉ có huyện Mù Cang Chải đâu mà còn rất nhiều những địa điểm bay dù lượn khác cũng đang thu hút rất đông du khách tìm về. Và núi Chứa Chang thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là một trong những địa điểm như thế, thưa quý vị. Núi Chứa Chang có 2 bãi nhảy rộng, hướng gió ổn định và đặc biệt có không gian trải nghiệm rất đẹp. Ngoài ra, phi công dù lượn có thể di chuyển lên điểm nhảy bằng cáp treo với bãi đáp thông thoáng. Chính vì thế mà núi Chứa Chang là điểm nhảy dù được rất nhiều phi công dù lượn từ mọi miền đất nước đến trải nghiệm. Các cái phương tiện di chuyển và những cái dịch vụ kèm theo tốt hơn ở ngoài Hà Nội rất là nhiều. Đây là một điểm bay rất lý tưởng cho luyện tập, thi đấu và biểu diễn. Vẻ đẹp nó rất là hấp hồn, chẳng hạn nó có rất nhiều trạng thái cảm xúc kiểu như tình yêu ấy bạn, lúc lên lúc xuống rất nhiều, nên là ai mà muốn có nhiều trải nghiệm thì mình nghĩ là nên đi học, nên thử cảm giác đó. Tuy nhiên tại điểm bay này, nếu du khách muốn trải nghiệm thì phải có bảo hiểm dù lượn và tích lũy 50 giờ bay trong 2 năm. Nguyên tắc này được đặt ra nhằm đảm bảo an toàn du khách. Cái tính yêu cầu nhất thì không phải là cái sự chịu đựng bảo hiểm mà là cái sự nghiêm túc của người chơi. Tại sao anh em được gọi là phi công dù lượn mà không phải là vận động viên dù lượn? Tại vì mình phải học rất nhiều các thứ mà liên quan như là khí tượng học, thời tiết, luật lệ, và một cái quan trọng nhất đấy là cái tư chất phi công, đó là sự bình tĩnh. Điểm nhảy dù lượn núi Chứa Chang đang được các phi công dù lượn trên cả nước đánh giá lý tưởng nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đây là môn thể thao mạo hiểm. Do đó, để đảm bảo an toàn, phi công dù lượn cũng như đơn vị quản lý cần tăng cường các biện pháp bảo vệ, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.